mới quý vị. Lần đầu tiên quý vị xin kính chào Hành Cha, kính chào các thầy và chào các sư. Cái sư này đẹp thì sợ hơn, mặt màu đẹp thì sợ khác năm ngoái, những màu đen màu trắng. Quý vị thay mặt ban nhạc của ai nên xin kính chúc cho quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và quan trọng nhất, không có cái này không có gì hết là sức khỏe. Bữa nay mình hát trên cao độ nhìn xuống thấy một chàng lính mặc đồ rất là đẹp. Các anh cũng được giải ngũ về của chúng ta. Quý vị không quên kính chúc đầu năm nay thì ông Trâm cũng đẩy 4.000 quân ra chiến trận. Quý vị không quên kính chúc các anh chị lính trẻ một năm mới hưởng được mùa xuân tràn đầy.